Ok, xin chào mừng mọi người trở lại kênh YouTube của mình nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay ấy, mình sẽ cùng các bạn tiếp tục đi với nick này không? Thì hôm nay mình sẽ tiến hành là tăng cái tinh bản này một chút. Nói chung là sau khi đạt đủ cái điều kiện của tinh bản cuồng là 12 bậc 5 ở cái tinh bản chính ấy này, thì bây giờ mình có thể lên được tinh bản cuồng rồi. Mình sẽ ấn vào nó. Ấn chọn bỏ có ấy. Bây giờ mình tiến hành mình nâng tinh bản này lên. Tại các bạn ấy là chơi free bỏ bê khá là nhiều và ít đi chiến trường ấy. Cũng như không có vàng ấy, thì cái việc lên tinh bản thánh Asura ma hay thiên nó đều rất là khó. Nó không dễ như một số các bạn chơi đầu tư nhẹ đâu. Nên ra mình trước mắt mình lên cái tinh bản cuồng đã. Thì bây giờ mình tiến hành nâng. Thì với cái tinh bài nâng từ từ thôi, mình nâng mỗi cái nhẹ nhẹ. Khi mình ấn cái này hai cái thấy cái này nó lóe xanh, tức là mình ấn được tiếp này. Bạn ấn bao giờ nó lóe xanh cái tiếp theo thì bạn ấn được tiếp. Thì bạn đi hết một vòng đã không? Không, mình tăng nhẹ lên một chút. Đi nhẹ nhẹ một tí mà về mình tăng thêm cái này một tí nữa. Rồi ok, nó sinh mệnh không? Thì mình sẽ dừng ở sinh mệnh tại vì bây giờ mình đang chơi con mê là vật công. Và lưu ý là cái tinh bản thiên phú ấy nó chỉ tăng lên mỗi comment nhé. Thành ra mình xác định chơi comment ấy, vật công ấy, trong thời gian đầu mình chỉ cần đến cái chỗ này là được rồi. Và cái tuyệt chiêu nhanh nhẹn nó tăng thêm tuyệt chiêu hay tăng thêm nhanh nhẹn ấy, nó chỉ thêm về sát thương tuyệt chiêu ấy, nó chẳng giải quyết gì comment của mình cả. Đặc biệt là cái nick free nhá, nick nào chơi có đầu tư thì may ra đánh sát thương kia có đáng mấy, còn cái nick này tăng lên không có giá trị cả ấy. Vì do đó mình sẽ tập trung vào nâng cái gì, mình sẽ tập trung vào nâng sinh mệnh, vật công này, sức mạnh, và sau đó tiếp tục cái nâng đến cái vật phòng, ma phòng, tuyệt chiêu phòng. Đó. Đây là ưu tiên của mình, ưu tiên như vậy. Thì có thể ở đây mình sẽ tăng trước mắt, ở đây mình có thể tăng chút vật công lên. Nói chung mình không có nhiều tinh, không có nhiều tinh linh cái thứ, à linh thạch cái thứ này, là cái tinh linh thạch cái thứ không có nhiều nên ra mình không nâng được nhiều đâu, nâng nhẹ một chút thôi, nâng tí sinh mệnh thôi. Ok, nâng tạm như vậy đã thì mình sẽ hết sinh mệnh không, nên nhận 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 kinh nghiệm thôi. Thì đấy cái vấn đề về cái tinh bản đấy là mình dùng kỹ năng gì thì mình nâng cái đấy thôi. Có những cái tinh bản là kỹ năng đến trước, có những tinh bản kỹ năng khác đến trước. Nói chung là cứ càng về sau càng mạnh lên, nhưng mà đại khái là sao cố gắng sao cân đối nhất có thể. Đi tầm bảo qua một chút vì nick này cũng không đầu tư thì ra toàn tầm bảo thủ công thôi. Ok, bây giờ mình tiếp tục với quá trình là tiến hành và chinh phục map nhé. Thì cơ bản giờ đi chủ yếu là đi chinh phục map thôi. Nhiệm vụ hàng ngày làm cơ bản ngày nào cũng làm như ngày nào rồi, nhưng không có gì quá đặc biệt cho bạn xem cả. Chủ yếu sẽ đi tiếp cái map. Hôm nay ta tiếp tục đến cái chỗ ở trên đảo Edit Lobby không? Mình sẽ cố gắng tiếp tục đi chinh phục cái map này. Ở đây sẽ có thêm cái đồ gì mới mà hiện tại chưa có thêm đồ gì mới không? Ok, cái đồ này đều dạng mảnh mà mình đều chưa đủ mạnh. Ở đây mình được thêm cái cung này. Cái cung này 75 này. Cung này 75 xem con nào chưa cường hóa thì lắp vào. Con này cường hóa rồi này. Đấy, con Nami đang dùng cái vũ khí khá là cùi với trang bị cho Nami này. Cái phi phong cũng khá là cùi không, có thể thay ai con main là được rồi. Mister ok, phải thay con phi phong cho con Nami nữa. Mũ ở đây là mũ 65 sẽ thấp hơn thì mình không thay vào rồi. Áo là cơ bản rồi. Bên này áo đang cộng không à? Áo đang cộng không bên này. À, áo hai cái áo này bằng nhau. Áo áo này 75 này. Áo này 75 cao hơn này. Có thể thay cái áo này vào. Sang con Kaya đây đang dùng cái áo khá là cùi nhưng mà càng cường hóa. Để áo cùi mà không cường hóa thì thay con này trước đi. Ưu tiên thay dần 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 rồi khi nào thay xong thì thôi. Sau đó mình lấy một số cái ngọc lại, mình lấy một số cái ngọc ở đây lại. Ok, mình quay trở lại đây, mình có con Nami sẽ vứt lại cái ngọc này vào. Ok, vứt lại là cơ bản như vậy là lại xong mọi thứ lại về yên ổn như cũ không? Mình đặt mọi thứ lại về hết sức bình thường. Đây vứt vứt vào một tí. À, cái này ngọc 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 thấp hơn thì không vứt được ngọc cao hơn nhé. Mình sẽ phải bắt buộc phải vứt sang viên khác. Rồi ok, bây giờ mình tiếp tục vào tấn công nhé. Ok, ở đây có lẽ là mình sẽ đẩy con men lên chút và để hai con này đứng đây. À không, mà mình để cái đội hình theo kiểu đứng ngược đi, mình để đứng ngược đi. Mình sắp sửa đến cấp 85 đúng không? Mình tầm này 84, còn khá nhiều lực. Ok, mình sẽ để cho men với lại Nami tiêu diệt từng con một trên này, để hai búp đây và con men đứng cuối cùng. À ngoài ra mình xem tí cái chỗ chuyển nghề, à chuyển nghề hết cỡ, xem kỹ năng học thêm kỹ năng gì không nào. Kỹ năng thường của mình hình như không có thêm kỹ năng gì không? Hình như về đây hải hồn mới thêm được kỹ năng ấy sao ấy. Còn tiếp tạo mà mấy cái kỹ năng khác thì cơ bản xong rồi không? Rồi ok, bây giờ chả có gì. À đây có thể mở thêm ô trái quỷ này. Nhưng mà chẳng có trái quỷ để lắp không thôi, hình như không có. Không có trái, mình không có trái. Rồi ok, không có trái thôi. Bây giờ tiếp tục mình tiến hành tấn công tiếp nhé. Ở đây mình sẽ tiếp tục với đội hình quen thuộc thôi. Tại hiện tại bây giờ mình cũng chả có tướng nào gọi cho là khá hơn mấy con tướng này để đánh cả. À, không biết có Zimber nhỉ? À dạo này mình cái cờ cái này mình không đi bot nhiều nên thành ra cũng không có được Zimber, nó hơi khó. Nhưng thôi không sao, mình tiếp tục khai thác những gì đang có, khai thác những gì đang có để từ từ tiến lên thôi. Nói chung là khá là nhẹ nhàng thôi đúng không?
Mình thấy này, chưa gì đã sắp sửa. Con này chắc chắn là dễ toi này. Ok không? Bây giờ còn hai hai con sát thương nữa. Thong thả giết nốt hai con đấy là xong. Khá là nhẹ nhàng, nó không có gì là quá là gay cấn lắm. Chắc là chủ yếu mấy con cuối cùng may ra cái khó thôi. Nên chắc cái map này đi sẽ đơn giản thôi. Vẫn khá là nhẹ nhàng. Hiện tại mình vẫn đang ở cái map này, hiện tại vẫn có thể đi tiếp được so với level nhé. Chẳng qua là có thắng này hay không thôi. Cái này mình sẽ đẩy con mê lên một chút này. Mình cũng chả cần, cứ để VV cứ sau này.
Rồi ok, như vậy ở đây có thể thấy ở đây là cần đến cấp 86 thì mình có thể tiếp tục là đi tiếp được cái map thôi. Hay cơ bản giờ mình đã hoàn thành đủ cái map đấy. Là đi tầm bảo một chút thôi. Và ra đây mình xem cái điểm tầm bảo có nhiều, nếu nhiều có thể mình sẽ đổi đến một cái mũ, một cái phi phong gì đó nhiều nhiều sao một tí thôi. Chứ ở đây mình đang có giờ cái mũ ở đây là một cái mũ tím này này. Mình xem có đủ đổi thêm 4 cái mũ không thì đổi dần ra đồ 75. Đổi dần đồ 75 này sao còn lên rèn đồ dần đấy mà. Ok, tìm dần đủ 75 thôi. Có thể là 4 không nhỉ? À đưa thoải mái, vậy mình sẽ đổi lấy 4 cái nữa nhé. Để mình trước mắt mình lấy cái mũ trước. Mình cường hóa dần thì bây giờ nick bây giờ nó là cái nick không đầu tư đâm xa, nhiều khi phải cường hóa lại từ đầu. Nó mình vứt dần cho con men chẳng hạn không? Con men đang cộng 84 hơi phí nhỉ. Đây cái này đang cộng 0 thì mình vứt cho con này đi. À cái này chưa đủ cấp để dùng không? Đồ này cần đồ này cần cấp 85 không? Mình đang 84 thì chưa dùng được. Nhưng cứ đổi dần nhé. Đổi dần này về sau còn cường dần đúng không? Rồi ok, nói chung là trong video này có lẽ chỉ đi đến đây thôi. Tại vì cơ bản là nick này giờ tạm thời như vậy.
phải chờ mình mạnh lên thêm một chút, như là lên được cấp thì có cái cho bạn xem tiếp. Còn cơ bản giờ chơi free thì chủ yếu là đi map là chính nhá, còn đi bên ngoài với cái bên ngoài nó không giải quyết được gì nhiều đâu, thi thoảng lên được cái gì đó thì còn có cái mà quay, còn cơ bản là mình chỉ có thể đi map thôi. Thì nếu bạn thấy video này hữu ích cho bạn, có thể like như đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ có lẽ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Xin chào các bạn nhé.